Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đồng hành, đã cùng chứng kiến rất nhiều những khoảnh khắc, những sự phát triển và cái chặng hành trình có thể nói rằng là không hề ngắn một chút nào của các thí sinh Miss International Queen Việt Nam 2023 đến được với đêm chung kết ngày hôm nay. Và chúng ta cũng đã biết là trên sân khấu đang là sự hiện diện của các thí sinh cùng với top 9 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Và đồng thời còn có một thí sinh nữa, tuy cô ấy đã dừng chân ở tập 4 nhưng với sự yêu mến của quý vị khán giả thì cô gái này đã nhận được lượt vote cao nhất và xuất sắc ghi tên mình vào vị trí còn lại trong top 10 của Miss International Queen Việt Nam năm nay. Xin được giới thiệu Nguyễn Vũ Hà Anh, cô gái đến từ Bắc Giang. Xin mời em. Xin được chúc mừng cho Nguyễn Vũ Hà Anh. Và bạn cũng là thí sinh đã ghi danh vào top 10 chung cuộc của đêm gala này Miss International Queen Việt Nam. Và một lần nữa một tràng pháo tay cho top 10 thí sinh vô cùng xuất sắc của chúng ta được không ạ? KC Chung và cảm ơn Justin Sa Phạm. Một lần nữa cảm ơn tất cả các cô gái chúng ta rất nhiều. Xin được dành trọng tay cho những thí sinh còn lại đã đóng góp phần quan trọng cho thành công của Miss International Queen Việt Nam năm nay. Xin được cảm ơn các bạn. Và bây giờ, hãy dành trọng tay và những tiếng cổ vũ cho top 10 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Thủy Tiên, Nguyễn An Nhi. Chào đón thí sinh đến từ team huấn luyện viên Michael, thí sinh Miễn Trân. Thí sinh tiếp theo đến từ đội huấn luyện viên Quỳnh Châu, thí sinh Trần Quân. Thí sinh đến từ đội của team huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, thí sinh Nguyễn Trang Đương. Cô gái xinh đẹp đứng cạnh tôi là thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Thủy Tiên, Nguyễn Tường. Bùi Quỳnh Hoa, thí sinh Nguyễn Đan Tiên. Tiếp theo là thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Thủy Tiên, Nguyễn Thiên Hân. Chào đón thí sinh đến từ team huấn luyện viên Quỳnh Châu, thí sinh Đỗ Tây Hà. Tiếp theo là thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Michael, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Top 10 chung cuộc, thí sinh Nguyễn Vũ Hà Anh đến từ team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Như vậy, chúng ta cũng đã chào mừng top 10 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Đây sẽ là những cô gái cạnh tranh trực tiếp, rất là gay gắt, rất căng thẳng, cũng như đang chịu rất nhiều áp lực. Hãy cho họ được nghe sự cổ vũ của quý vị một lần nữa, để các bạn ấy chuẩn bị bước vào những phần thi quan trọng của đêm nay. Xin được cảm ơn top 10. Xin mời các bạn hãy cùng tiến vào phía trong sân khấu để chuẩn bị tốt hơn cho một phần thi tiếp theo của chúng ta đó. Với sự cổ vũ yêu mến của quý vị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay cho đêm gala của Miss International Queen Việt Nam 2023 tại xứ Hoàn Mỹ. Và chắc chắn khán giả đang theo dõi trên kênh livestream của Hương Giang Entertainment cũng đang cảm thấy là các thí sinh thực sự rất đẹp, rất tài năng, đang tỏa sáng trên sân khấu. Và để giúp cho họ có được những sự đánh giá công bằng và tìm ra được người xứng đáng nhất cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay, chúng tôi sẽ được giới thiệu các thành viên của hội đồng cố vấn đang có mặt trong sân khấu ngày hôm nay. Xin được chào đón Hoa hậu Hương Giang, giám đốc quốc gia. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Quỳnh Như, nhân viên nhà hoạt động xã hội.
Chi Ti. Now let's welcome Miss Fuchsia on Ravenna Miss International Week 2022. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thu Trang, chủ tịch Tingo Group. Xin được chào đón chị Giang Thủy Tô, founder thân nhân phẩm Chi Sao. Xin được cảm ơn các cố vấn đã có mặt trong những trang phục đẹp nhất, trong một thần thái rạng ngời, và chắc chắn là họ đang chuẩn bị để làm việc cách công tâm và hết sức mình để giúp chúng tôi lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất của đêm gala ngày hôm nay. Không biết là doanh nhân Hoàng Sông Hà, chị đang có những suy nghĩ như thế nào trước khi chúng ta bước vào những phần thi của các thí sinh? Xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì sau 3 tháng, hôm nay chúng ta đã có mặt tại đêm gala ngày hôm nay. Cảm xúc đầu tiên của tôi bây giờ là rất là nóng. Nóng không phải là nóng bức mà hội trường hôm nay quá cháy và quá nóng mọi người ạ. Chúc cho mọi người một đêm gala thật là hạnh phúc, thật là nhiều cảm xúc. Cảm ơn mọi người. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ cố vấn Hoàng Sông Hà. Và ngày hôm nay, chương trình MIPVN của chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón đến đây chuyên gia tâm lý, nhà hoạt động xã hội, ban giám khảo Miss International Queen 2022.